Cụm công nghiệp Phước An tại xã Phước An, huyện Tuy Phước được thành lập vào năm 2013. Vâng, có diện tích là 49,5 hecta. Sau khi mở rộng giai đoạn 2, đến nay cơ bản thì các xí nghiệp đã lắp đầy được trên 95% diện tích. Bản cập nhật về cụm công nghiệp Phước An thì có đoàn tàu sắt Bắc Nam chạy từ Nam ra Bắc, chạy qua khu vực xã Phước An các bạn. Tàu này thì sẽ dừng chân tại ga Du Trì khoảng 10 đến 15 phút. Vâng các bạn, đây là cụm công nghiệp Phước An. Đây là đường sắt Du Trì lên các bạn. Vâng, hôm nay mình sẽ review một tí về cụm công nghiệp Phước An này nhé. Hầu giờ đi qua nhiều rồi nhưng mà không có review. Hôm nay review cái cụm công nghiệp này cho mọi người biết thêm. Bạn nếu đi thẳng là lên xã Phước An, còn mình sẽ rẽ bên này vào một số con đường trong cụm công nghiệp này. Thú thật là hồi giờ mình đi ngang qua đoạn này cũng nhiều nhưng mà không có vào trong cái khu cụm công nghiệp này các bạn. Đó, trong này thì chạy lên quanh cho bạn xem thì như thế nào. Với lại mình thấy khu vực huyện Tuy Phước này quy hoạch các cái cụm công nghiệp nó hơi bị lung tung. Chỗ này một cái nhà máy, chỗ kia một nhà máy, nó không được tập trung giống như cụm công nghiệp, khu công nghiệp ở Nhân Hòa hay là Bùi Thị hay là Quy Nhơn, Phú Tài các bạn. Đó, nó đây cái đường chính vào nè các bạn. Cao tốc thì cách đoạn này cỡ vài cây số nữa các bạn, theo hướng đi lên như thế này này. Cụm công nghiệp Phước An. Đó các bạn. Chạy một cái đường trục vào cụm công nghiệp này cho các bạn xem. Trong đây thì mình thấy cũng đủ các loại bạn, gỗ cũng có này, rồi kho hàng này, xi măng này, thức ăn gia súc này. Đấy, đá nữa các bạn, đồ gỗ là nhiều. Sẽ đưa đón công nhân. Cái này thì mình quay ở dưới là không thể thấy được bao nhiêu hết các bạn. Chỉ thấy cái bờ tường chính thôi. Cái này phải quay từ trên cao. Đấy, rồi phía trước thì họ đang làm cái vỉa hè các bạn, lát cái vỉa hè đá đỏ này như thế này nè. Thế Vũ,
thi công cái đường với cái vỉa hè. Các ngành nghề của cụm công nghiệp Phước An sản xuất chủ yếu là đá granite, đồ gỗ, đồ nhựa, chế biến xốp và chế biến xưởng sửa chữa đại tu xe máy, sản xuất cơ khí. Vâng, cụm công nghiệp Phước An thì được thành lập vào năm 2013, đến nay đã gần 12 năm hoạt động. Thì tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Phước An cũng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn vốn, chi phí sản xuất do công nghệ lạc hậu nên sản phẩm khó cạnh tranh trên thị trường. Trong thời gian tới, huyện Tuy Phước sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp Phước An để lắp đầy cụm công nghiệp, đồng thời vận động các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng cao tính cạnh tranh, gắn bó với bảo vệ môi trường. Vâng, sau đây là toàn cảnh từ trên cao của cụm công nghiệp Phước An cũng như là đường sắt sông Hà Thanh và một phần của xã Phước An cho các bạn xem. Xa xa hơn đó là khu vực đường cao tốc đi qua xã Phước An và Phước Thành của huyện Tuy Phước.